Có bao giờ mà mày được thấy nó vỗ lại mày trên mặt nước? Trời chục ngàn cái bao thuốc lá là trà dở đầu là cao cả thức. Bao giờ mà mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thằng này thuốc? Một cậu bé chỉ 15 tuổi là ba đầy đầu là nói chơi thuốc. Chiều biên giới là mày sẽ thấy xe tải hàng để chở đồ tạp. Mày nếu lỡ thấy thì đi nhanh.